Vừa tròn đôi chín tuổi son, mẹ cha cũng tính chuyện nào duyên cao trầu. Xuân thề con gái là bao, đời qua đâu nỡ hai lòng hối. Ông cái này của anh này hả? Đúng rồi. Ủa đẹp quá anh, cái máy nó còn riêng không anh? Riêng trăm trăm luôn. Trăm trăm, cái này mình có bán không? Bán mạnh mua không nổi. Phải không? Bao nhiêu tiền? Thí dụ 400 triệu. 400 triệu chiếc này. Vậy dữ vậy hả?